Khám phá cuộc sống. Giá trị dinh dưỡng của trứng cá. Cá là thực phẩm cung cấp nhiều dinh dưỡng cho cơ thể lại không gây béo. Thế nhưng, trứng cá còn có lượng dinh dưỡng cao hơn cả thịt cá. Về thành phần dinh dưỡng trong trứng cá, với hàm lượng protein cũng như axit omega 3 cao, trứng cá rất bổ dưỡng cho cơ thể. Hàm lượng vitamin A, D, B cao ngăn ngừa các bệnh về mắt, còi xương. Ngoài ra, trong trứng cá còn chứa nhiều sắt, canxi và khoáng chất khác. Đặc biệt, trong trứng cá rất giàu phốt pho, có tác dụng bổ não, đặc biệt cần thiết cho quá trình phát triển của trẻ nhỏ. Ăn nhiều trứng cá thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển của cơ thể. Trứng cá giúp trẻ hóa, khôi phục tóc đen. Những lưu ý khi chế biến trứng cá. Với trứng cá, các bạn nên ăn chín, tránh ăn trứng cá sống, bởi trứng cá sống có thể gây khó tiêu. Không phải loại trứng cá nào cũng có thể chế biến. Bạn tránh sử dụng trứng cá hay nội tạng của cá nóc, cá nhám, tránh gây ngộ độc thực phẩm. Khi chế biến các món từ trứng cá, các bạn tránh đảo nhiều, như vậy trứng sẽ nát, không đảm bảo hương vị đặc trưng của chúng. Sử dụng chanh hoặc giấm khi sơ chế để mùi tanh của trứng cá giảm đi, bạn cũng có thể cho chút rượu trắng trong quá trình ướp, giúp hương vị trứng cá món ăn thêm hấp dẫn. Những ai nên và không nên ăn trứng cá. Trứng cá hỗ trợ rất tốt cho quá trình phát triển của thể chất cũng như trí não của trẻ và thanh niên. Ngoài trẻ tuổi ăn trứng cá tối đa là 4 lần trong tuần, một khẩu phần ăn từ 100 đến 200 gram trứng cá. Với người lớn tuổi không nên ăn nhiều trứng cá, chỉ nên sử dụng một lần trong tuần, khẩu phần ăn không vượt quá 100 gram trứng cá, bởi chúng chứa nhiều cholesterol. Trứng cá tươi tốt nhưng vẫn là thức ăn có thể gây dị ứng. Vì vậy, người đang bị viêm, đang trong giai đoạn điều trị ung thư không nên sử dụng. Một vài món ăn chế biến từ trứng cá. Bạn có thể chế biến khá nhiều món với trứng cá như trứng cá chiên, nấu chua, kho, sốt cà chua cùng trứng cá. Bạn cũng có thể chế biến món mì Ý. Như thông thường, món mì gần hoàn thành, bạn cho trứng cá vào đảo đều và tắt bếp, hoàn thành món mì bách ta trứng cá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt.